trâu rừng châu phi với ngoại hình hùng mạnh và bản tính hoang dã là một loài động vật đặc sắc nhất của lục địa đen dưới đây là bốn sự thật thú vị về chúng một trâu rừng châu phi có khả năng chống chịu cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và bệnh tật chúng có thể sống từ đồng cỏ khô cằn đến rừng ẩm ướt và có chúng khả năng chống lại bệnh tật tốt nhờ vào hệ miễn dịch mạnh mẽ hai trâu rừng châu phi có tính xã hội và bảo vệ đàn khi một thành viên bị thương hay bị săn đuổi đàn trâu thường hình thành một vòng tròn để bảo vệ cá thể yếu ớt đó chống lại kẻ săn mồi như sư tử hay cá sấu. 3. Trâu rừng được coi là một động vật hoang dã mạnh mẽ nhất châu Phi chúng nặng đến 900 kg với đôi sừng rộng và đầu to, chúng trở nên rất hung hãn khi cảm thấy bị đe dọa, đủ sức đánh bại kể cả những kẻ thù mạnh mẽ như sư tử. 4. Tuổi thọ đáng kinh ngạc, trâu rừng châu Phi có thể sống từ 20 đến 25 năm trong môi trường tự nhiên sự sống sót này phần lớn nhờ vào sự bảo vệ của đàn và khả năng thích nghi với các loại môi trường khác nhau.